Làm việc máy giật đùng đùng, muốn mua hàng tốt về dùng cho bon. MSI bố của ngon, mua lại được thưởng thì còn nghĩ chi. Chương trình chào 2021 xuân sang tràn hứng khởi, áp dụng từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021. Khi khách hàng mua sản phẩm MSI Pro Series sẽ nhận ngay phiếu mua hàng trị giá lên tới 600.000 đồng. Đặc biệt mỗi khách hàng mua sản phẩm được tặng thêm cơ hội bốc thăm may mắn, sở hữu bàn làm việc tùy chỉnh trị giá 10 triệu đồng. Thông tin chi tiết ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Benjamin Franklin là một trong những người thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Ông vừa là một chính trị gia, vừa là một nhà phát minh, vừa là một nhà ngoại giao hàng đầu. Đóng góp của ông đối với nước Mỹ lớn đến nỗi người ta đã phải in chân dung của ông lên tờ $100 để tưởng nhớ những đóng góp đó. Ông đã từng có câu nói kinh điển rằng chỉ khi người giàu bị ốm thì họ mới thực sự hiểu được sự bất lực của giàu sang. Đây có lẽ là triết lý cho ta thấy được tầm quan trọng của sức khỏe, và hơn thế nữa, đó là tầm quan trọng của y học. Nếu như y học không phát triển thì có lẽ con người cũng đã chẳng có điều kiện để tận hưởng được sự tuyệt vời của cuộc sống. Đó cũng chính là lý do mà tại sao bác sĩ được coi là một trong những nghề được xếp vào nhóm cao cấp nhất trên thế giới. Đối với nhiều người thì bác sĩ đơn giản chỉ là làm những việc liên quan đến cơ thể con người. Thế nhưng trên thực tế thì mọi thứ lại hoàn toàn không phải như vậy, đặc biệt là đối với các bác sĩ quân y. Đối với họ, khi vào chiến trường, trong môi trường xung quanh toàn là rừng rú thì họ cần phải biết tất cả mọi thứ, từ việc chữa bệnh cho đến việc thiết kế xây dựng hầm hào như thế nào, làm thế nào để có thức ăn cho hàng nghìn bệnh nhân, làm thế nào để có ánh sáng, có dụng cụ để phẫu thuật. Đó là một nghề không chỉ yêu cầu bạn khỏe về cơ bắp mà bạn còn cần phải có một bộ não như Google để có thể làm được tất cả mọi thứ. Ngày đó thì hành quân và đến chiến trường thôi đã yêu cầu những bác sĩ phải cực kỳ khỏe rồi, đi ròng rã hàng tháng trời mới tới nơi, chưa kể còn phải mang vác theo ti tỉ những thứ đồ nghề khác nhau cực kỳ nặng. Bom Mỹ đánh phá thì phải nói là bố của ác liệt, thế nên phần lớn các thiết bị y tế đều bị mất trong quá trình di chuyển. Chỉ có 1 phần 10 là có thể tới đích, thế nhưng có tới đích thì nó cũng không còn nguyên vẹn. Kiểu như máy X-quang, có mang vào đến nơi thì nó không bị mất cái nọ, cũng bị mất cái kia. Có máy thì rời bố nó mất cái ống, có cái thì lại thiếu cái máy phát điện, có máy thì lại thiếu tấm chè bằng chì, khó khăn đủ đường. Chính vì thế mà các bác sĩ của mình, ai ai cũng phải vắt óc ra sáng tạo mà khắc phục. Để hiểu được cách mà các bác sĩ sáng tạo khắc phục khó khăn như thế nào, có lẽ chúng ta phải hiểu được cái bối cảnh sống lúc đó của các bác sĩ quân y. Ngày đó, bệnh viện thường nằm cách chiến trường một khoảng cách an toàn và luôn có một đội đảm bảo về vấn đề an ninh của bệnh viện riêng, được bố trí làm việc rất cẩn thận, theo dõi và báo cáo cho các lãnh đạo chi tiết từng thứ nhỏ nhặt nhất. Đơn giản bởi bệnh viện ở xa các đơn vị quân đội, chính vì thế mà việc ứng cứu là chuyện cực kỳ khó. Bệnh viện của mình ngày đó ở trong rừng, một số cơ sở y tế được đặt trên mặt đất với sự che chắn của rất nhiều cây bụi. Thế nhưng phần lớn đều được đặt ở dưới hầm để tránh bom đạn và đặc biệt là tránh đội trinh sát trên không của Mỹ. Những chiếc trực thăng bay lượn trên đầu mình suốt ngày để theo dõi, và chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi thì ngay lập tức chúng cho quân đu dây đổ bộ xuống luôn. Đây là một bài đánh mà bọn Mỹ rất hay áp dụng để phục vụ cho những mục đích đặc biệt. Rừng quá dày, thế nên trực thăng không thể nào hạ cánh xuống mặt đất mà chỉ có treo lơ lửng. Lính biệt kích được trang bị áo giáp, súng ống đầy đủ đến tận răng, cứ thế đù xuống mà chiến đấu. Nhiệm vụ của đội bảo vệ là làm sao phát hiện được đội này càng sớm càng tốt, xả súng thật sớm để xua đuổi nó đi, tránh trường hợp để chúng nó đánh hơi ra bệnh viện, nó gọi 500 anh em nhà nó đến thì mình chỉ có đi ăn cắp. Sở dĩ ngày đó mình sợ bị bọn Mỹ phát hiện như vậy, đó là bởi một bệnh viện có tới 400 nhân viên, cùng với đó là khoảng 1.000 người bệnh, thế nên việc sơ tán là cực kỳ khó. Người khỏe mạnh sơ tán đi còn vất vả, chứ chưa nói gì ở đây phần lớn toàn là thương bệnh binh. Bệnh viện của mình ngày đó được thiết kế cũng rất bài bản. Phần lớn các cơ sở y tế đều được đặt ở dưới hầm. Các thương bệnh binh được nằm ở trong hầm hở, và hầm đó được thông với một hầm là hầm chữ A để tránh bom đạn. Mỗi hầm chứa được khoảng 5 người, thế nên để chứa được khoảng 400 bác sĩ cùng với khoảng 1.000 bệnh nhân thì cần phải có 280 hầm. Việc thiết kế hầm cũng được quy định rất chặt chẽ. Mỗi hầm phải cách nhau khoảng 30 mét để tránh việc ăn một quả bom là sập hết tất cả các hầm. Câu hỏi đặt ra là vậy thì đào 280 cái hầm như thế thì ai sẽ là người đào, trong khi ở bệnh viện toàn là bệnh nhân? Tất nhiên là các bác sĩ phải tự đi mà đào rồi, chứ chả còn ai giúp được họ ở đây nữa cả.
các bác sĩ phải vừa đảm nhiệm chuyên môn của mình nhưng cùng với đó cũng phải kiêm luôn cả nhiệm vụ xây dựng, thiết kế và đào hầm. Việc tự tay làm những thứ đó tưởng chừng đã khó và vất vả với các bác sĩ lắm rồi. Thế nhưng thực ra lại không phải, vì cái đó nó chỉ vất vả thời gian đầu mà thôi. Và hơn nữa, nó là việc nặng chân tay chứ không phải nặng về đầu óc. Cái khốn nạn ở chỗ là mỗi hầm cách nhau cả chục mét như vậy thì các bác sĩ muốn đi thăm bệnh nhân của mình phải đi rất rất xa, đi từ đầu này đến đầu kia của bệnh viện, phải đi hết một ngày mới xong. Bệnh nhân thì nhiều, đường đi thì xa, trong khi đó số lượng bác sĩ thì quá ít. Chính vì thế mà việc các bác sĩ nhớ được hết tình trạng bệnh nhân đó là điều không thể, buộc họ phải có giấy để ghi chép nhật ký sức khỏe bệnh nhân. Khổ một cái là sống trong rừng ngày đó chả khác gì Robinson sống trên đảo Hoàng vậy. Cái gì cũng thiếu, ngay đến cả giấy ghi chép cũng chẳng có. Lúc này các bác sĩ của mình đã sáng tạo ra bằng cách bóc giấy dán nhãn trên những lọ thuốc ra rồi viết vào mặt sau. Đến lúc mà cái giấy đấy cũng hết rồi thì lôi luôn cả bằng khen xuống để ghi chép nhật ký sức khỏe cho những người đồng đội của mình. Lúc đó chả còn ai nghĩ đến công danh sau này nữa cả. Thế nên tất cả những thứ gì được gọi là giấy đều được lôi ra để sử dụng hết vào công việc. Đối với chuyện chuyên môn thì việc phải đi xoay sở từng tờ giấy có lẽ là việc đơn giản nhất đối với các bác sĩ, vì còn nhiều thứ khác khó xoay sở hơn rất nhiều. Đầu tiên là phải kể đến ánh sáng dùng cho phẫu thuật. Không có ánh sáng để soi thì tất nhiên bố bảo cũng chả phẫu thuật được. Thế nên các bác sĩ nhà mình đành phải đi kiếm ánh sáng. Ở những nơi có suối nước, người ta có thể xây những trạm thủy điện nhỏ. Còn chỗ nào không có thủy điện thì đành phải đưa máy phát chạy dầu vào. Câu hỏi đặt ra ở đây, vậy thì lấy dầu đâu ra để chạy máy phát? Tất nhiên là cũng có được cấp từ bên trên xuống, thế nhưng nó thấm vào đâu so với số lượng bệnh nhân quá nhiều như vậy. Chính vì thế mà các bác sĩ nhà mình lại phải tổ chức phục kích các đoàn xe của bọn Mỹ để cướp dầu. Thế nhưng bài toán lại nan giải hơn thêm một bước, đó là việc bọn Mỹ toàn bọn uống sữa để hạ à từ nhỏ, nó chả ngu mãi mà để mình suốt ngày cướp dầu của bọn nó như thế cả. Chính vì thế mà tình trạng không còn giọt dầu nào là việc xảy ra thường xuyên. Lúc này buộc chúng ta phải nghĩ ra một cách khác, phải bằng mọi giá có ánh sáng để dùng, bởi việc phẫu thuật phải làm luôn chứ không thể nào để nguyên đó xong tháng sau phẫu thuật được. Như vậy chân tay của bệnh nhân sẽ bị hoại tử rồi hỏng hết. Không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó mà các bác sĩ nhà mình lại nghĩ ra được cho tạo ra ánh sáng bằng sức người. Một chiếc xe đạp được nối vào với máy phát. Lúc nào các bác sĩ cần ánh sáng phẫu thuật cho bệnh nhân thì sẽ cử một người có sức khỏe ra để đạp xe làm máy phát. Ban đầu giai đoạn lấy đà thì ánh sáng còn chập chờn. Thế nhưng khi mà guồng chân đã vào nhịp, ánh sáng bắt đầu ổn định rồi thì các bác sĩ cứ thế yên tâm mà phẫu thuật. Lúc người này mệt thì ngay lập tức có người khác lên thay, cứ thay phiên nhau như thế để cấp điện thắp sáng cho phòng mổ. Cái máy phát chạy bằng sức người đó giúp cho các bác sĩ phẫu thuật xuyên đêm cho bệnh nhân, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Nói đến chuyện phẫu thuật thì ánh sáng bây giờ có lẽ là thứ đơn giản nhất đối với các bác sĩ. Câu hỏi đặt ra bây giờ là phẫu thuật bằng cái gì? Việc thiếu thiết bị mổ là một bài toán cực kỳ nan giải đối với các bác sĩ quân y. Cứ động đến cái gì là thiếu cái đó, dao phẫu thuật cũng thiếu, ống nghe cũng thiếu, chỉ khâu y tế cũng thiếu, ống truyền tĩnh mạch cũng chả bới đầu ra mà dùng. Mặc dù thiếu đủ thứ như thế, thế nhưng ngày đó cũng rất may là Mỹ trợ cấp cho mình rất nhiều, chứ không thì các bệnh nhân của mình cũng không thể nào mà sống nổi. Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao đang đánh nhau với Mỹ mà Mỹ lại trợ cấp cho mình. Chuyện này kể ra thì đúng là thật như đùa. Ngày đó Mỹ ném bom xuống để đánh mình quá nhiều, quả nào nó nổ thì nó nổ banh xác pháo. Thế nhưng cũng có nhiều quả vì một lý do nào đó mà nó lại xịt, chả nổ gì cả. Mình hay gọi đó là bom lép. Những quả bom như thế được mình tận dụng một cách triệt để. Biệt đội cơ bom cảm tử sẽ ngồi và xử lý tận dụng tất cả mọi thứ. Thuốc nổ bên trong thì sẽ được dùng để làm bẫy mìn, còn vỏ thì được làm dao mổ y tế. Và cũng kể từ đó thì những chiếc dao mổ được ra đời để chữa trị cho các bệnh nhân. Dao mổ có rồi, thế nhưng mổ xong thì khâu vết mổ đó bằng cái gì? Lấy đâu ra ống nghe để đo huyết áp, đo nhịp tim? Đây là một câu hỏi nữa mà các bác sĩ phải vắt óc suy nghĩ. Ngày đó Mỹ có cái trò biết mình hay hành quân vào ban đêm, thế nên cứ đêm đến là nó bắn pháo sáng rực trời để soi đường cho máy bay bắn phá những đoàn xe chở hàng của mình, khiến cho bộ đội mình cực kỳ vất vả. Thế nhưng cũng hay ở chỗ là chúng nó càng bắn nhiều như thế thì mình lại càng tận dụng được nhiều thứ phục vụ cho việc chữa bệnh. Ống của pháo sáng đó thì được tận dụng để làm ống nghe, dây dù của bọn Mỹ thì được tách ra làm chỉ khâu y tế, vải dù thì được dùng để băng bó. Ngoài ra thì có lẽ ngày đó mình thích nhất đó là xác máy bay rơi. Ai nhanh chân ra lấy thì làm bộ vỏ máy bay về để làm xoong nồi, nấu cho cả họ cùng ăn. Còn các bác sĩ ở xa thì hầu hết là ra chậm hơn, thế nên đến nơi chỉ nhặt nhạnh những thứ cơm thừa canh cặn, kiểu như dây điện được tháo từ các bộ phận trong máy bay.
Dây điện ngày đó được mình mang về tách vỏ cao su ra khỏi kim loại, rồi lấy vỏ cao su đó làm ống truyền tĩnh mạch. Người ta vẫn thường đùa nhau rằng nếu như những tên chỉ huy Mỹ mà biết đến những câu chuyện này thì có lẽ nó sẽ chả bao giờ mang quân sang đánh Việt Nam nữa cả. Đơn giản bởi càng đánh thì nó lại càng tiếp tế thêm đồ cho mình để mình đánh nó. Tất cả những cái trên thì mình có thể kiếm được nhờ vào đánh nhau với bọn Mỹ. Thế nhưng có những thứ mà buộc mình phải tự xoay sở để có thể phục vụ cho việc phẫu thuật. Đầu tiên phải kể đến thuốc khử trùng. Không có cái này thì bố bảo cũng chả ai dám phẫu thuật cả. Chỉ khổ một cái là nó hiếm giống hệt những thứ khác. Mình cũng có mang từ ngoài Bắc vào được một ít. Thế nhưng toàn hàng xách tay thì lấy đâu ra nhiều mà chữa trị cho cả nghìn người được. Chính vì thế mà các bác sĩ của mình đã nghĩ ra cách đến gặp bà con đồng bào dân tộc ở quanh đó để hỏi họ về cách làm cồn. Bà con đồng bào của mình ở đây ai cũng biết cái này, đơn giản bởi họ thường xuyên nấu rượu, thế nên họ biết cách ủ men. Khi học được công thức của họ rồi thì nhiệm vụ của mình là đi trồng sắn về lấy tinh bột để làm cồn. Bài toán về thuốc sát trùng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Ngoài học được cách làm thuốc sát trùng từ bà con đồng bào, ngày đó các bác sĩ của mình còn học được bài chữa trị sốt rét bằng giun đất cổ truyền rất hay của bà con. Bộ đội của mình quanh năm ở trong rừng, thế nên chả ai là không bị sốt rét cả. Các cụ đã có câu ví von rất nổi tiếng: muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội như bánh canh. Chỉ cần nghe qua thế thôi là mình đã đủ hiểu nó ác liệt như thế nào rồi. Mặc dù ngày đó chả có cơ sở khoa học gì để chứng minh giun đất có thể chữa được sốt rét cả, thế nhưng đồng bào của mình ở trên đó vẫn luôn được coi là những bậc thầy về trị bệnh bằng thảo dược. Chính vì thế mà bộ đội của mình rất tin tưởng làm theo và cực kỳ hiệu quả. Cứ nấu giun đất lên, lấy nhất của nó để chữa trị sốt rét cho anh em. Chả biết là bà con đồng bào của mình ở trên đó đã phát minh ra bài chữa này từ bao giờ, thế nhưng khổ cho bọn Tây một cái là mãi đến tận gần đây nó mới nhận ra được giá trị của loài giun đất. Và bây giờ thì lên Google tìm cách điều trị sốt rét bằng giun đất, nó ra cả một đống tài liệu. Xoay sở được cồn để sát trùng, được thuốc để điều trị sốt rét đã là một kỳ tích. Thế nhưng cái kinh điển nhất với các bác sĩ của mình ngày đó thì vẫn là cách làm sao để đảm bảo cho việc phẫu thuật được sạch sẽ, được vô trùng trong bối cảnh rừng rú ẩm thấp như vậy. Làm thế nào để có thể truyền được máu, lấy cái gì ra để bảo quản tích trữ máu. Kể ra thì dài quá, sợ anh em lại chửi cho. Thế nên là thôi, đành phải hẹn anh em vào số sau vậy. Ngày hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam, một ngày để chúng ta tôn vinh những người bác sĩ, những con người sáng tạo, yêu nghề và luôn hành động với đúng phương châm lương y như tử mẫu. Trong thời chiến tranh họ đã quá vất vả rồi, thế nhưng bây giờ khi dịch bệnh đến thì họ lại phải vất vả hơn gấp đôi. Đó là bởi họ không còn chỉ ở phía sau điều trị cho bệnh nhân mà còn phải tự tay cầm súng ra chiến trường để nghiên cứu vaccine diệt virus, chạy đua với thời gian. Hàng nghìn bác sĩ vẫn phải ngày đêm túc trực ở những địa điểm cách ly, giấu bà mẹ, chấp nhận rời xa gia đình, rời xa con cái để đi đến những nơi nguy hiểm nhất cứu giúp mọi người. Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, trưởng khoa nội tổng hợp của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã từng khóc và chia sẻ rằng khó khăn lớn nhất của chị và các đồng nghiệp khi ở bệnh viện đó là khoảnh khắc khi gọi điện về cho con và con của chị có hỏi sao mẹ đi lâu thế, bao giờ mẹ mới về. Đó là câu hỏi mà chính chị cũng chẳng thể nào trả lời được. Đây có lẽ là một trong số rất nhiều những câu chuyện, những hoàn cảnh éo le khác nhau của các bác sĩ. Những con người vẫn đang ngày qua ngày bị ám ảnh với tiếng máy thở, tiếng báo động, phải ăn tranh thủ, phải ngủ khẩn trương, tận dụng từng giây từng phút, hy sinh tất cả mọi thứ để bảo vệ bình yên cho 90 triệu người dân Việt Nam. Cảm ơn các bác sĩ, những người anh hùng dân tộc vì những đóng góp quá to lớn. Làm việc máy giật đùng đùng, muốn mua hàng tốt về dùng cho bon. MSI bố của ngon, mua lại được thưởng thì còn nghĩ chi. Chương trình chào 2021 xuân sang tràn hứng khởi, áp dụng từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021. Khi khách hàng mua sản phẩm MSI Pro Series sẽ nhận ngay phiếu mua hàng trị giá lên tới 600.000 đồng. Đặc biệt mỗi khách hàng mua sản phẩm được tặng thêm cơ hội bốc thăm may mắn, sở hữu 3 năm việc tùy chỉnh trị giá 10 triệu đồng. Thông tin chi tiết ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi.